Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Kim Cúc Tiến, hệ thống showroom, thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Với trong video ngày hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu những chiếc bếp kết hợp đến từ thương hiệu Manoka nhé. Đầu tiên đó là một chiếc bếp, chiếc bếp kết hợp gồm 3 bếp, 3 vùng nấu ở đây như mọi người có thể thấy. Thì chiếc bếp này có mã số là gì? MH03IRA. Thì đây là chiếc bếp kính âm bao gồm có 2 điện và 1 từ. 2 điện, 1 điện, 2 điện và một từ, các bạn có thể thấy ở đây dòng chữ induction. Ở cái phần bếp điện từ này thì các bạn lưu ý một xíu thì nó sẽ phải bắt nhận diện nồi, có nghĩa là phải nồi có đáy từ thì mới sử dụng được. Và ở đây thì nó cũng sẽ có thêm cái chức năng gọi là booster, nấu nhanh. Nếu mà các bạn muốn nấu những cái món ăn nào đó nhanh thì có thể sử dụng cho cái vùng này ha. Ở đây cái phần bếp điện bên này thì nó sẽ có hai vùng nấu, một lớn và một nhỏ, và chúng ta có thể tùy chỉnh chọn lựa nồi. Đây, có thể nồi nhỏ quánh thì có thể sử dụng cái vùng nhỏ này, còn không mình đang nấu nồi lớn mình nấu canh thì có thể sử dụng vùng nấu lớn. Rồi tiếp theo về cái bảng điều khiển, các bạn có thể thấy ở đây, đây là cái bảng điều khiển bằng cảm ứng để mà chúng ta sử dụng và điều khiển các cái vùng nấu này. Rồi chế độ hẹn giờ ha, chế độ khóa an toàn dành cho trẻ em này. Rồi với cái chế độ khóa an toàn dành cho trẻ em thì nó cũng sẽ khóa cả cái phần hệ thống điều khiển này lại, và trẻ sẽ không thể nào mà đụng vào được, và cũng như là sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ. Ở cái bếp này nó cũng sẽ có thêm cái chế độ gọi là cảnh báo nhiệt dư cho chúng ta, rất là an toàn. Và cái phần kiến thì cũng được làm bởi thương hiệu Aerogera, một thương hiệu vô cùng uy tín tại Pháp, để mà giúp cho những chiếc kiến của chúng ta có được cái gọi là kiến cường lực, nó vừa chắc chắn nè, tránh cái nhiệt nó làm nứt vỡ mặt kiến chẳng hạn, và việc vệ sinh cũng rất dễ dàng. Một option khác cho bạn, nếu như các bạn yêu thích sự phá cách thì cũng sẽ tham khảo chiếc bếp kết hợp khác có mã số đó là MH03IRB DB. Thì đây là bếp kính âm 2 từ 1 điện, kính đen chấm bi đỏ sẫm như mọi người có thể thấy ở đây. Rồi ở sản phẩm này nó có gì đặc biệt? Phần bếp từ thì cũng sẽ có thêm chức năng nấu nhanh. Rồi ở phía bên này thì đây là bếp từ, đây cũng là chiếc bếp từ có chức năng nấu nhanh nè mọi người. Còn ở phía bên này thì sẽ là cái bếp điện với hai cái vòng nhiệt nấu để mình có thể lựa chọn. Ở dưới đây sẽ là bảng điều khiển bằng cảm ứng. Đây, bật nguồn, tắt nguồn nè. Rồi, chế độ timer, hẹn giờ, tăng giảm tùy thích theo mình. Rồi, chế độ. Ở đây là chế độ khóa an toàn dành trẻ em, và bên này thì sẽ là hai cái bảng điều khiển dành cho hai cái vùng bếp từ của mình. Với bếp từ thì nó cũng sẽ có thêm cái chế độ là nhận diện nồi.